nhà cái cách lắp ráp cái bồn tắm các loại. Thì đây là cái bồn tắm các loại mới á, khi các anh chị nhận hàng á, mình lưu ý rất là mình khui hàng là mình sẽ khui khéo từ hướng này, tránh là không có đâm mạnh thì nó sẽ lủng vào phần vỏ bồn phía trong, thì mình khui khéo giúp em. Và các anh chị khui ra thật khéo để mình lấy hàng bên trong. Anh chị đặt mua là bên em sẽ tặng kèm cho mình một quả thảo dược da đỏ, kèm theo cái lọ sử dụng và một túi lọc. Túi thảo dược da đỏ này là nước thảo dược nấu để tắm của mình đấy. Túi lọc đấy, túi lọc khi mà các anh chị sử dụng mình sẽ đựng thảo dược vào trong túi lọc để mình nấu mình sử dụng. Là một bộ bồn tắm mát sẽ kèm các phụ kiện như sau. Đầu tiên là bộ trụ này, trong trụ thì nó sẽ gồm các phụ kiện như ống nối và ống xả nước, một tấm nệm để cho thôi ạ. Tiếp theo là một thảo dược, thì sau đây tôi sẽ dẫn mọi người cách lắp chi tiết của bồn tắm. Quái là có những cái lỗ tròn này. Mình sẽ để mình lắp phụ kiện của bồn. Giờ các chị sẽ lắp ở đây giúp em. Cái ống nhựa nhỏ này, ở trên phần của bồn tắm. Và anh chị sẽ dựng cái bồn này giúp em. Mình đóng ạ. Mình sẽ luồn những cái que vào đây. Rồi, giữa những cái ống nối này này là anh chị sẽ dùng cái phần ống nhỏ này để mình cố định lại. Sau khi anh chị sẽ mắc để mình cho nước vào trong này là cái bồn nó sẽ căng ra. Còn đây là cái nệm nước này, các anh chị có thể mình xả nước đầy vào đây rồi mình đóng nắp lại, mình thả vào trong để mình làm nệm ngồi. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái van xả thì mình có thể sử dụng cái này, mình gắn vào đây. Thì anh chị kéo này. Dạ, em cảm ơn anh chị đã tin tưởng ủng hộ shop. Em chúc anh chị luôn luôn khỏe đẹp và hạnh phúc ạ. Dạ, em chào cả nhà. Sau đây em xin hướng dẫn mọi người cái cách mình gấp gọn và bảo quản cái bồn tắm của mình sao cho sản phẩm được bền nhất. Thì sau khi sử dụng á, trong bồn vẫn còn nước thì mọi người lưu ý giúp em là không có kéo bồn, không xê dịch bồn. Vì trong khi bồn còn nước, nếu mà mình kéo và xê dịch bồn thì những cái mối nối hàn của bồn này nó rất là dễ rách. Thì mình sẽ sử dụng bằng cách là sau khi sử dụng xong cái phần bồn nó còn nước á, anh chị vui lòng giúp em là mình tháo hai cái van dưới đáy và bên hông của bồn để mình xả hết sạch nước ở trong bồn ra. Sau đó ví dụ anh chị nào mà mình ngâm bồn bằng thuốc này hoặc là dùng sữa tắm này thì anh chị có thể là mình rửa lại bồn 1-2 lần cho nó sạch. Sau đó là anh chị làm thêm một bước giúp em là anh chị sẽ úp ngược cái bồn tắm xuống, mình để một lúc cho nó khô. Nó khô sau đó là mình mới rút hết những cái phụ kiện ra và mình gấp gọn vào. Thì anh chị lưu ý thêm giúp em á, trong cái quá trình sử dụng anh chị là mình tránh những cái trường hợp là không có để ra cái mặt của cái bồn tắm này nó tiếp xúc những cái phần vật nhọn, ví dụ như là cái mẩu đinh như này hoặc là những cái đầu nhọn như thế này. Nếu mà nó tiếp xúc là nó đâm, nó sẽ làm lủng vào bồn. Và tiếp theo nếu mà không may trong cái quá trình sử dụng mà mình không may mình sử dụng cái vỏ bồn nó bị rách trong hoặc ngoài thì anh chị có thể mình khắc phục bằng cách là anh chị mua miếng dán chống giọt này này, hoặc người ta còn gọi là miếng dán tôn ấy, anh chị có thể mua online hoặc là ra những cái tiệm điện nước họ cũng đều có bán. Thì anh chị có thể mình dán, ví dụ nếu mà nó bị xước một vết bên trong hoặc bên ngoài nó chỉ xước thôi thì anh chị mình dán một lớp lên trên cái vết xước đó. Còn nếu mà nó bị lủng hẳn cả trong cả ngoài thì anh chị lưu ý giúp em là mình nên dán một miếng bên trong và một miếng bên ngoài để cho nó kín thì anh chị sẽ sử dụng được bình thường. Tiếp theo là nếu mà cái bồn này, nếu mà nhà anh chị nếu mà quá chặt á mà muốn úp cho nó khô á, thì anh chị cũng có thể mình tháo những cái phụ kiện này ra, sau đó là anh chị tìm cái chỗ nào nó nhẵn á mình vắt lên để một lúc cho nó khô, sau đó là mình mới gấp gọn vào. Thì lưu ý giúp em những cái phụ kiện này nó rất là nhỏ, khi sử dụng xong á anh chị vui lòng bảo quản kỹ giúp em nha, để khi mà thất lạc thì mình sẽ không có đủ phụ kiện để mình lắp vào bồn á. Lắp rất là đơn giản như thế này, anh chị có thể tháo ra. Và anh chị lưu ý giúp em cái bồn tắm này á thì họ sản xuất để chủ yếu để sử dụng cho người lớn để mình ngâm tắm mình thư giãn, hoặc là một số mọi người có nhu cầu để ngâm thuốc á. Còn nếu mà trẻ em sử dụng á thì kết hợp với, nhất là những trẻ em dưới 2 tuổi á, kết hợp với phao bơi á, thì khi sử dụng mọi người lưu ý
là phải có người lớn giám sát nha, vì có những cái phao bơi thỉnh thoảng nó gặp sự cố như là nó bị xịt hơi này, hoặc là nó bị lật này, thì mọi người phải đảm bảo an toàn cho bé là mình phải có mặt của người lớn để giám sát bé khi sử dụng. Hoặc là những bé lớn hơn á, khi gia đình mà cho bé tắm cái bồn tắm này thì mọi người cũng lưu ý giúp em nha. Những bé lớn thì bé rất hay là quậy á, nên là mọi người cũng theo dõi các bé để tránh các bé lấy những cái vật nhọn nó làm đâm lủng làm hỏng bồn á. Em cảm ơn mọi người. Mọi người rút những cái phụ kiện ra như em hướng dẫn này, rất là đơn giản đấy.